có ẩn danh mà cứ rội vô mình hoài. Đưa mẹ cầm đi để làm đất uống. Biết mà kiếm sống không có đâu. Nhìn nó động trí. Đi ông ơi. Nhà ông còn gái không? Cho đôi dép lên. Nhà ông có gái không? Lấy tiền chưa? À. Nhà ông còn, nhà ông có cháu gái không? Đi này đưa ông đi, Rồi đi qua đây đi. Ông ở đâu đây? Đi đâu? Đi đâu ra? Thôi đi ra đâu? Ông hai bà hai trật tự chụp cái coi. Kìa ông hai bà hai kìa phát tiền kìa. Chà. Gì nói cho lớn nặng tao biết tao học cái tiếng đó rồi. Cảm ơn lại gì. Ơn ngay chị. Ơn ngay hả? Ơn ngay, ơn ngay. Cảm ơn sáng đó. Ơn ngay rồi sáng mình đâu phải gì vậy? Gì sao mình nói hinai? Hinai, hinai dạy cho ông câu là hinai. Anh yêu em là tiếng ở đây kêu bằng nói cho tiếng. Dạ chị này vậy cái đó không sao là kêu bằng gì à? Bồn bồn anh tê vậy chị, phải không? Phải không? Bồn bồn anh tê không? Phải không? Phải người đó không? Này này nói sao? Hả? Một là ông kênh bi, hai là ông sẽ ai năm ở đây. Ông kênh bi là dễ nói hơn. Ông kênh bi đi. Ông kênh bi dễ nhớ hơn. Là cái đó là người tiếng gì? Anh yêu em. Ông kênh bi. Rồi biết rồi, ông kênh bi là ông kênh bi là gì? Ông kênh bi. Ông kênh hai bi. Ôi ôi nhìn anh bằng tê á, ôi nhìn anh bằng tê là tiếng là nghe. Hot.